Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Thanh Gốt. You are here, ơn rời, cậu đây rồi. Có nhiều người đã nói với chúng tôi rằng là mới giới thiệu chương trình đã muốn nghỉ giải lao trong ít phút. Đơn giản thôi, chúng tôi muốn chuẩn bị thật kỹ tất cả những đạo cụ, phục trang, hóa trang, bối cảnh để chúng ta có những phần hay nhất, những phần thử thách ngoạn mục nhất để các khách mời của chúng ta bình tĩnh nhất, tự tin nhất để giải quyết tình huống. Nhưng trước hết chúng ta cùng xem vị khách mời này đang chuẩn bị chương trình như thế nào. Lan Phương xin chào quý vị khán giả của chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Đây là lần thứ hai Lan Phương được tham gia chương trình. Thì cảm xúc hiện tại thì bớt lo lắng hơn lần trước, nhưng mà cũng vẫn căng thẳng không kém. Hôm nay thì có 4 trưởng phòng, Phương thì cũng làm việc với họ hết rồi, nhưng mà làm việc nhiều nhất thì là với Trấn Thành. Bị mà bị chọc nhiều nhất, đôi khi hơi chọc ác nữa là Trường Giang. Người mà nói chuyện mà vui vẻ thân tình nhất thì là anh Tự Long. Còn người phụ nữ duy nhất thì Phương chỉ mới có cơ hội là làm việc trong một nhóm ở các cái game show khác. Còn hiện tại bây giờ thì thôi cứ tập trung năng lượng để dồn năng lượng khi nào mình bước lên sân khấu. Cảm xúc của Phương vào bây giờ thì là Phương bắt đầu hơi run một tí, tại vì chẳng biết được chuyện gì sẽ chờ mình ở ngoài đấy và mọi người có nương tay với mình hay không. Trước khi mà Phương lên sân khấu thì lúc nào Phương cũng run, cho nên là cái run này cũng là một cái run tích cực. Bởi vì run thì mới khiến cho mình cần phải tập trung nhiều hơn. Và bây giờ, một tràng vỗ tay, chúng ta cùng đến với căn phòng đầu tiên. Xin mời khách mời Lan Phương. Lần nào tôi vào đây mà tôi cũng phải chặn thế này. Bạn tưởng phải đi ra đấy. Bạn có vẻ hào hứng lắm đúng không? Em hào hứng được gặp anh, với lại em đang dối ở trong lòng. Nghe anh Hoài Linh, anh nghe có thấy dối không? Anh thấy em không dối trong lòng mà nhìn bộ đồ em mặc là thấy dối rồi. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ đóng vai cái gì đây? Mới đầu thì em tưởng em là con thỏ hoặc là con mèo. Sau đó em thấy cái cánh thì đoán là con chim. Hoặc là có thể là chim lai mèo. Thôi, nào. Để không mất thời gian của chương trình nữa, bây giờ bạn sẽ mở cánh cửa này ra. Hoặc là cuộc đời nở hoa, hay là cuộc sống bế tắc. Có nhiều người mở cửa vào nhìn thấy bối cảnh bảo ôi thôi chết, bởi vì nó bất ngờ quá. Còn bây giờ, mời bạn. Em đi đây. Ôi con sâu, sợ quá. Con ơi, anh con. Mẹ ơi, con, anh hai con mất chất rồi. Mẹ ơi, con ơi, con đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, cứu con. Ôi con trai yêu dấu, con bị cái gì thế? Con bị rớt ở trên tổ xuống đây gãy chân rồi. Ôi tôi chết khổ thế, tới chân nào? Chân nào, con bị gãy chân nào? Con bị gãy chân nào? Hả? Gãy chân bên đây, gãy chân đây. Giờ phải làm sao? Bây giờ mẹ nắn lại cho con. Nắn lại cho con. Nhớ. Được rồi. Con bị bông gân chẳng có gãy chân. À thế à? Mẹ sắp làm gãy rồi đó. Cái bông gân ở chỗ nào? Bông gân ở chỗ đây nè. Đây. Rồi. Thôi con trai cưng của mẹ. Mama đây. Cứ ngày nào cũng nhìn hai con, mẹ chả hiểu được tại sao mẹ lại sinh ra được hai cái giống này. Con cũng biết tại sao mẹ trắng bóc và con đen thui. Chắc là tụi con giống ba đó mẹ. Mẹ, đồ ăn đâu? À, đồ ăn đây con. Thôi con lên đi, mẹ cho con ăn. Đói bụng quá, đói bụng quá. Mẹ hứa là mẹ đem gà rán về cho con đâu. Con ăn sâu đi con. Không, sao con không phải là chim sâu mà ăn sâu. Thế con là con chim gì? Con là chim của mẹ. Nè, ví dụ như này, con chim sâu là nó ăn sâu. Chim gõ kiến là ăn con kiến. Ủa mẹ, vậy con chim chỉ nó ăn gì mẹ? Con chim chỉ thì nó ăn. Mẹ ơi, thế con chim cu nó ăn gì mẹ? Con chim cu thì nó ăn con chim cúc cu. Ôi xuống đây con, dạ. Mẹ thương xuống đây. Dạ. Ôi dồi ôi, thương mẹ con. Mẹ ấm con đi mẹ. Đây xuống đây mẹ ấm con nè. Dạ. Ôi dồi ôi, thương quá, thì có sức mẻ gì chưa? Dạ chưa. Ôi mẹ thương, hai đứa ra đây. Mẹ ơi, mẹ ơi, thì con. Mấy đứa bạn con á. Ừ. Đứa nào nó cũng có ước mơ. Ừ. Lớn lên nó làm này làm kia. Ừ. Con không biết lớn lên nó làm gì. Thì con thích làm cái gì khi con lớn lên?
con thích làm mẹ. À thế à? Anh hai là con trai mà mẹ. Ừ đấy, thì bây giờ mẹ phải khuyên, không làm mẹ thì làm bố, con hiểu không? Bố mẹ nó cũng như nhau. Không phải, tại vì cuộc đời con từ nhỏ tới giờ con chỉ biết mẹ, con thấy mẹ nên con muốn làm mẹ. Chứ con đâu thấy ba đâu. Ba con đâu? Ba con đâu? Ba con đâu? Ba con đã qua đời rồi. Tại sao ba qua đời? Tại vì một ngày nọ mẹ thì háu ăn ấy. Ba con thì nó cứ đen thui, cũng y như con. Ba con là con chim gì? Từ từ thì để mẹ nói. Thì mẹ nói đi chứ. Một ngày mà mẹ buổi đêm mẹ tỉnh dậy mẹ đói ấy, mẹ cứ nhìn quanh quanh mẹ thấy cái gì đen đen mẹ tưởng con sâu, mẹ cạp cho một phát. Hóa ra đấy chính là ba con. Hả? Trời ơi anh ơi, mẹ ác quá. Tránh xa con ra đi. Mẹ ác độc quá. Tránh xa con ra đi. Mẹ ghê gớm quá. Bởi vì con biết không, cái giống chim của mình nó thế con ạ. Bà ngoại đã bảo thế rồi. Bà ngoại con là ai? Bà ngoại là chim mẹ của mẹ. Chim mẹ tên gì? Chim mẹ của mẹ tên là chim me me. À, chim mẹ là chim me me hả? Ừ. Còn chim ba là chim ba ba. Còn chim chú là chú chú. À, chim hàng xóm là xóm xóm. Đại khái thế. À. Ừ đấy. Vậy con hiểu rồi. Ê. Mẹ. Hả? Nhỏ này á. Nó nói lớn lên á, nó đi làm diễn viên múa. Mà người ta múa là phải đẹp, phải lông trắng nõn nà người ta mới múa. Chứ nó đen thui gì ai mà cho nó múa. Anh hai mắc cười quá, đó là ước mơ của em mà. Mẹ. Hả? Múa, mình múa sao? Đúng rồi mẹ, mẹ múa đẹp lắm đó. Mẹ chỉ cho múa đi. Mẹ chỉ cho múa nhá. Dạ. Từ bé là mẹ cũng mê múa lắm. Vậy hả? Múa bài Thiên Nga nhá. Thiên Nga Thiên Lâu gì cũng được. Ừ đấy. Mẹ. Hả? Cái gì trong chân mẹ vậy? À cái này đi cho khỏi đau chân. Sao mình không có? Sao con không có? Tại vì tụi con ở trên tổ, tụi con có phải đi ở ngoài đường đâu. Mẹ phải đi. Ủa? Chim là bay chứ sao đi? Chim nhà mình có lạ lắm. Con cái là ăn con đực. Thứ hai là chim là phải đi dưới đất. Cánh chỉ để trưng cho đẹp thôi. À. Để con bay thử luôn nè. Con bay được mà, hồi nãy con bay từ trên tổ xuống đất rồi đó. Bay thử lại nữa nè. Thì con bay thử ra chỗ anh Hoài Linh xem được không? Anh Hoài Linh là anh nào? À, cái anh, cái con chim đen kia kìa. À, cái ông hàng xóm hả? À, đấy. Đó là ông chim Linh Linh. Xóm mình nhiều chim á. Ông chim Thanh Thanh. Ông chim bà chim Đau Đau. À. Còn ông kia là hợp với mẹ lắm. À, chim gì? Chim Long Long. Đó mẹ múa rồi mẹ. Mẹ múa nhá. Ô trời ơi, cái chân mẹ rồi. Wow, oh wow, oh yeah. Oh. Hả? Múa kìa, tập múa mẹ mốt học múa. Ê. Ê, phải đứng thế này. Cười tươi con, múa mà. À thôi nghỉ đi, nghỉ đi. Sao thế? Múa cái gì mà nhảy cà tưng như khùng. Ồ hay. Thì mình là chim thì mình phải nhảy chứ làm sao con. Hồi nãy mẹ mới nói chim đi, vậy tới chim nhảy. Con chim đi thì nó chậm, phải nhảy nó mới nhanh, đúng không? Bây giờ con nhảy xa một phát con mới bật được mấy mét, chứ con đi một bước con đi được có 30cm thôi. Vậy là chim mình là cuối cùng đi, bay với nhảy là chim mình là thể loại nào? Con chim mình là gọi là con chim... con chim la la. Nói chung tiếng người thì nó gọi là chim lạ lạ. À chim lạ lạ. Mẹ, mấy đứa bạn con nói á, hai đứa bay đen thui, mẹ mày trắng. Tụi bay không phải là con của mẹ mày đâu. Nó nói con là gà ác chứ không phải là chim. Nó nói mẹ không phải là chim. Thì nó bảo mẹ là cái gì? Gà công nghiệp. Công nghiệp à? Thế tại sao chúng mình lại nhảy lên nhân tổ ở? Nhưng mà con biết con là do mẹ đẻ ra đúng không? À thế à? Mẹ, thì mẹ có thương hai đứa con thiệt không? Thương đứa con. Mẹ nhớ là cuộc đời này mẹ chỉ có hai đứa con là con thôi nha. Con thương mẹ lắm. Mẹ có hứa là cả cuộc đời này dù có sóng gió dù có bão tố mẹ cũng chỉ có hai đứa con là con thôi đúng không? Ừ có. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Mẹ. Ô. Sao con này nhìn giống mẹ thế con? Sao mẹ bỏ con? Đi ra tí xem nào. Đi bảo đây xem nào. Đây con là đứa nào đấy? Con mẹ mà mẹ không nhìn ra con luôn hả? Sao mẹ bỏ rơi con vậy mẹ? Tôi chết sao giống nhau thế nhỉ? Con là bản sao cuộc đời bị lỗi của mẹ mà. À thế à? Nhưng mà sao nãy giờ con thấy mẹ thương hai người đó quá vậy? Mẹ, con là con của mẹ nè. Mẹ. Thì con biết không Binh? Hồi nãy con đứng đây nè, con nghe nói là suốt đời suốt kiếp gì đó chăm sóc bảo vệ hai cái con chim đen thui thế ghê đó. Mày lại mày vô đây mày nói mày con mẹ tao. Tao là con của mẹ tao. Mẹ tao chỉ có hai đứa tao thôi mày. Em. Mẹ là chim, bản năng của mẹ sinh một lần ra rất nhiều trứng. Ba con đều là con của mẹ. Không, con, không, không. Con thì từ bố đen, còn con này thì từ bố trắng. Bây giờ biết làm sao, tạo hóa nó sinh như thế thì thôi chúng mình cứ vui vẻ cả nhà đi con. Không. Mẹ. Con này. Mẹ. Con này. À, mẹ đang hiếp con mẹ. 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 Ai à? Mẹ.
không tốt nha mẹ ơi. Mẹ ơi, không tốt. Mẹ ơi, con mới là con của mẹ nè. Tại sao mẹ vì một cái con gà công nghiệp mà mẹ bỏ? Mẹ bỏ con. Con là con ruột của mẹ đó mẹ. Mẹ xin lỗi cho con, mẹ lại cho con, mẹ lỡ đẻ. Bay đi. Đứng lên này. Ủa cái gì đấy con? Ta xin giới thiệu cho bà biết, ta là trùm trưởng đội quả đen. Ngày hôm nay ta tới đây để ăn thịt hai mẹ con bà. Vì sao? Vì trong khu rừng này không chấp nhận chim trắng thì phải diệt lũ chim trắng tụi bay. Đúng như vậy. Ta đã quá thân thành con của bà quá xuất sắc nên bà không nhận ra. Nói chung là tôi chưa bao giờ thấy một gia đình nhà chim nào mà nó lại rắc rối như thế này. Nó khiến cho chim mẹ rất là khó xử. Cá nhân tôi ấy, nếu với những kiến thức sinh học nhỏ nhỏ của tôi thì ngay từ đầu chúng ta đã có thể tìm ra được hướng giải quyết rồi. Và có những loài chim mà nó chỉ đẻ để nhờ con khác ấp trứng. À thế ạ? À, chỉ nhờ con khác ấp trứng. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Cảm ơn Trường Giang, Lâm Vĩ Dạ và Cẩm Hồ. Đúng như bác nói đó là có một cái loại chim mà nó ấp hộ. Tuy nhiên là khách mời của chúng ta chưa có nghiên cứu nhiều, chưa có từng nuôi chim, cho nên là em cũng khá lúng túng trong cái vấn đề này. Thật sự ra như này này, để con công mà nó có cái bộ lông đẹp như thế thì khi công non á, em chỉ nhìn nó giống con gà thôi. Rồi khi nó lớn lên, nó phát triển rồi nó mới phân biệt là con trống, con mái, thì lúc đó con trống nó mới có cái bộ lông dài và đẹp như thế. Khi nó nhỏ, nó có cái màu khác. Và khi nó lớn lên, nó thay lông, thì nó có cái màu khác. Tại vì anh nuôi chim nhiều lắm cho nên anh biết. Còn để xử lý tình huống cái cô này này, nếu mà em nắm cái ý như anh nói ngay từ đầu á, nó lớn lên, nó thay lông á, thì nói là à, chị là lứa trước, tụi con là lứa sau. Sau này tụi con thay lông thì cũng sẽ giống như chị thôi. Nó sẽ hợp lý hơn và mọi người sẽ không làm khó em được nữa. Và anh chưa bao giờ thấy một con chim nào mà sợ con sâu như em mới vừa vào xong á con sâu. Tuy nhiên là em có cái phần xử lý hài hước, dí dỏm, nhưng mà đều có một cái là nó chưa hợp lý thôi. Cảm ơn Phương, cảm ơn tất cả mọi người. Thưa quý vị và tất cả các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến với một tình huống khác, một phần khá quan trọng, đó là nghỉ giải lao trong ít phút. Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.